Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên cầu Phú Xuân bắc qua dòng sông Hương thơ mộng của thành phố Huế. Và thành phố Huế thì ấn tượng với mình đó là một cái thành phố mà rất là xinh đẹp, với nhiều những cái công trình mang giá trị lịch sử của miền Trung. Và nơi đây cũng là có kinh thành Huế, nơi mà triều đại nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng của Việt Nam mình, trị vì thì đóng đô tại đây. Mình cũng là một con người miền Trung cho nên là hôm nay mình cũng rất là muốn khám phá những cái địa danh rồi những cái nét văn hóa của miền Trung. Thì hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình gọi là đi trải nghiệm một cái video như thế này để gửi đến các bạn. Hôm nay thì ở trong Huế mình được anh em khán giả trên kênh cho mình biết rằng là đang có một cái lễ hội rất là lớn ở đây, đó là lễ hội Diều. Lễ hội trong cái lễ hội Diều đó là thuộc cái lễ hội mà mùa hạ, phải không em Khương? Em Khương là khán giả trên kênh của mình thì hôm nay nhắn tin qua Facebook cho mình biết được thì đang diễn ra cái lễ hội rất là hay. Cho nên là mình đến đây để trải nghiệm một chút cái văn hóa ở xứ Huế. Cũng là một cái người mà chưa biết gì về văn hóa của Huế thì mình muốn đi tìm hiểu. Đấy, theo cái cách mà tự đi tìm hiểu thì thôi, nên là có điều gì sơ sót thì mong các bạn cùng để lại cái bình luận để giúp cho mình, rồi các bạn khán giả khác xem cái video này thì cùng có thêm cái kiến thức, cùng mở mang thêm. Chứ còn cũng không mang tính chất là mình giới thiệu về văn hóa, mà đây là một cái là mình đang đi tìm hiểu. Đấy, bây giờ mời các bạn cùng hướng tới khu vực Ngọ Môn Quan. Đây, ở kinh thành Huế thì đang diễn ra cái lễ hội Diều. Đây, mình sẽ vào gửi xe rồi sẽ đi tham quan nha bạn. Có lẽ là bây giờ mình phải mua cái nón Huế để đội các bạn ạ. Này, trên này là mình đã nhìn thấy khu vực người ta thả diều ở kia rồi. Hôm nay rất là đông du khách luôn. Rất là đông du khách, và hôm nay đúng là ngày cuối tuần luôn đấy các bạn ạ. Hôm nay là chủ nhật cho nên là rất là đông du khách mà tham gia tham quan ở kinh thành Huế. Chắc là phải mua cái nón để đội ấy. Dạ. Không, mua cái nón này bao nhiêu tiền đây chị? Dạ, cái nón này 80. Đi ra chỗ này mát mát cái đấy, gọn đường đi. Bao nhiêu? 80.000. 80.000 à? Dạ. Nón dày anh. Cái này có vẽ màu gì ở đây nữa phải không? Đây nón vẽ. Đây, nón vẽ à? Dạ, nón vẽ. Nón vẽ. Trông thì nó hơi bị màu mè tí nhưng mà có vẻ như kiểu đặc trưng của Huế hay sao ấy? Đặc trưng của Huế đó. Cố đô Huế, có chữ cố đô Huế đúng không? Có, có. Huế đây anh ơi. Kỷ niệm Huế, cố đô Huế đâu, có chữ cố đô Huế đâu? Cố đô Huế đây đi, đó, sao nó sao cố. Thế bây giờ hỏi một người, mày lấy một người thì lại... À, được, em cho mượn. Hả? Rồi, ok, mình mua cái này để kỷ niệm ở Huế này, để đội đi tham quan. Bây giờ là mình đã đi đường nào vào đây em? Đi đường này được hay là đường bên kia? Đi thẳng ở đây luôn à? Có đắt không em? 100.000 có đắt không? Hay là đấy là người ta phá nhau thế? Phá nhau đúng không? Thôi kệ. Đôi khi đi du lịch nó kiểu thế đấy. Wow! Bây giờ là vào đây nhìn thấy rất là nhiều những con diều mà lớn đẹp rồi các bạn ạ. Hôm nay thì mình đến đây với cái tính chất là đi khám phá về cái lễ hội diều. Còn nếu các bạn mà thích xem về cố đô Huế, kinh thành Huế thì để lại bình luận cho mình, rồi mình sẽ đưa các bạn đi tham quan về khu đại nội Huế. Cái cổng này gọi cổng gì nhỉ em Khương nhỉ? Nhà cổng Cửa Ngắn. Cổng gì em? Nhà Cửa Ngắn. Các bạn nhìn thấy từ xa này, đây là rất là nhiều diều đang tung bay trên bầu trời kinh thành Huế. Giờ chúng ta sẽ đi qua cổng Cửa Ngăn của Huế để đi vào để khám phá về cái lễ hội diều như thế nào. Và rất là đang có nhiều du khách đang đổ đến để tham gia và ngắm nhìn cái lễ hội diều như thế này. Cái nơi mình vừa đi qua gọi là cầu Cửa Ngăn. Và đây là Cửa Ngăn này các bạn này. Chắc là có thời gian nào đấy mình phải đi khám phá toàn bộ về khu đại nội của Huế. Và đây là những con diều người ta vừa mới thả xuống. Đây là lễ hội diều.
rất là lớn đang được quy tập tại Huế. Ngay trên đầu mình là cái diều hình con ngựa này. Ở dưới này có cả diều nhỏ đấy à. Không biết là mình có được đi vào trong không? Hay là phải đi vòng ngoài đây? Khương, có được đi vào trong đấy không biết? Được à? Thế này mình sẽ đi thẳng ở giữa đây để ngắm diều tí. Diều hình con khủng long này, rồi diều hình con cá này, rất là nhiều loại. Theo cái thông tin mà mình đọc ở trên báo thì thấy nói là có đến 80 con diều từ ba miền là quy tập về đây để tham dự cái lễ hội diều của thành phố Huế tổ chức. Đây, mấy cái con diều này thì cái hình thù mình thấy nó cũng gọi là chưa có cái gì đặc biệt cho lắm ấy. Mình sẽ lại đầu kia xem có gì đặc biệt hơn không. Sau 4 giờ thì hình như là người ta sẽ hạ diều xuống và người ta mang đi trưng bày đúng không Khương? Đây phía trước gọi là cổng gì em? Quảng trường Ngọ Môn à. Đây là mình cũng nói thật các bạn là 35 mùa xuân rồi và bây giờ mới có dịp mà đến với Huế để mà đi dạo bước trên những cái con đường ở Huế như thế này. Rất là đông du khách ở đây luôn. Trong phía hàng rào trong kia mới là đại nội đúng không em? Còn bên ngoài đây cũng chỉ là cái vòng bên ngoài thôi đúng không? Là mình muốn đi tham quan mà đầy đủ về trong khu vực mà kinh thành của Huế là phải là bên trong đấy nơi vua ở đúng không? Chứ còn bên này là cái vòng ngoài như kiểu là quảng trường các thứ. Có lẽ là những cái con diều này mà muốn xem được kỹ hơn thì cũng phải kiểu là hạ dưới đất mới xem được các bạn ạ. Nhưng mà nhìn cũng rất là ngộ nghĩnh. Cái này thì dành cho như kiểu là các bé hoặc là những người đam mê về diều ấy thì sẽ rất là thích thú với những cái bộ môn về diều như thế này. Ở đây có một cái diều sáo ở đâu ấy và nghe thấy tiếng của nó nhưng chưa thấy nó đâu nhỉ. Này, đây là có một cái diều gì người ta làm. Ở bên dưới này có rất là những cái con diều nhỏ khác nữa trông màu sắc này, rất là sặc sỡ. Đấy, và trên kia là một con diều mà chính. Còn bên dưới này rất là nhiều con diều nhỏ. Diều Huế. Còn bên kia có cả dù nữa à? Đúng không? Hay là đấy cũng là diều? Cũng là diều tiếp à? Một con diều rất to luôn nhỉ? Mình lại gần đấy xem đi. Nó liệng kìa. Úi, diều như diều trọi. Lại thử hỏi anh này tí mà. Con diều rất kỳ lạ, có đến hai cái dây luôn này. Nhìn anh ấy điều khiển. Chào bác nhá. Con diều này có tên là gì đấy bác? Con diều gì ạ? Liêng liêng. Liêng à? Diều liêng à? À, hóa ra là đặc thù của nó là liêng như thế này đấy ạ. Mình phải dùng dây để điều khiển nó cho nó liệng thế đúng không ạ? Dạ. Bác là người Huế là ở đâu ạ? Dạ, Huế. Người Huế đấy ạ. Đấy, con diều liệng các bạn ạ. Những con diều khác thì mình thấy nó rất là đứng bình thường thôi nhờ. Đây là một cái mà bộ môn khác hơn nữa. Đấy, đòi hỏi bác ấy phải rất là khỏe này, có sức khỏe này. Đang dùng hai tay để kéo, để điều khiển cho nó liệng. Tới đây là nghe thấy những cái âm thanh của âm nhạc cung đình Huế ở phía trên. Chắc là mình sẽ đưa các bạn đi dạo ở khu vực phía trên này một chút đi. Khi nào có dịp mà có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái kinh thành bên trong nhiều hơn. Để mình phải kiếm được gọi là người mà đưa mình đi cho nó phù hợp nữa cơ. Lại đầu này mình sẽ đưa các bạn đi xem có những cái bộ áo dài rất là đẹp mà người ta đang chụp ảnh phía bên này. Những cô gái đang trưng diện những cái bộ quần áo mà dài thướt tha rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều người đang chụp ảnh. Bây giờ ở ngoài này là mình đã nghe thấy tiếng nhã nhạc và cái âm thanh nó rất là đặc biệt. Và gọi là có một cái gì đấy nó đem lại mà cái sự mình nổi da gà lên với cái âm thanh mà phát ra ở đây. Nhã nhạc cái âm thanh của cung đình Huế thời xưa đấy. Bây giờ
chỗ này mình vẫn lên trên được đúng không em? Anh em mình sẽ lên tham quan đấy đi. Nhìn thấy các cô, các chị mặc quần áo đẹp quá. Sao bây giờ người ta đang duyệt văn nghệ hay gì trong đúng không? Là khi nào mới được tham quan biết. Bây giờ thế này các bạn ạ. Mình muốn vào tham quan nhưng mà bây giờ sẽ phải mua vé. Mà mình đang muốn là làm một cái video để khám phá về cái cung đình riêng, ở trong một tập riêng ấy. Cho nên là mình sẽ không vào cái ngày hôm nay, vì bây giờ mình đang đi quay về cái lễ hội diều ấy. Cho nên là mình sẽ không có đi vào ngày hôm nay, và mình sẽ trở lại vào sáng ngày mai để tham quan. Chứ còn bây giờ mua vé vào thì ngày mai mình lại phải mua thêm một lần nữa thì nó sẽ mất công ấy. Bên trong người ta đang tổng duyệt văn nghệ thì sẽ ảnh hưởng đến cái video của mình. Cái nón này có lẽ mình phải bỏ cái túi này ra đúng không Khương? Vừa nãy giờ mình đang đội cả cái túi bóng ấy. Nhìn nó hơi kỳ đấy các bạn không cả. Bây giờ lần đầu tiên mà đội nón nó đi chơi như này ấy. Lại đây mình xem có con diều rất là to luôn này. Có một gọi là vị khách quốc tế đến đây thả diều luôn này. Tham dự lễ hội diều của Huế luôn. Đây, anh ấy thấy mình quay phim ấy là anh ấy thả luôn để chiều lòng luôn này. Rất là chiều lòng luôn. Chà, con diều to đấy. Cái này có lẽ người mình cũng bay lên được ấy chứ. Diều to hơi rồi luôn này. To quá. Quá khủng luôn. Có khi nào thổi nhấc cả người lên. Đấy. Chà. Bay lên cái anh ơi. Bay không nổi. Vẫn chưa đủ lớn để mà kéo người bay lên. Đây là người ta cũng đang chuẩn bị diều để tham gia thả diều này. Hình như là cất rồi hay sao ấy. Cất rồi. Nên là mình thấy là đang kéo khóa vào cất rồi. Rất là nhiều diều luôn. Ngoài các nghệ nhân về diều thì còn các nghệ nhân diều nhí nữa là được quy tập mà từ các nơi đến, lúc này cũng đang tập trung thả diều ở đây. Cháu đến từ đâu ấy cháu? Cháu đến từ đâu đấy? Cháu là người ở Huế hay là ở đâu? Cháu ở Huế. Ở Huế luôn à? Thế là cháu là nghệ nhân nhí thả diều đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ra bờ sông Hương để ngồi nghỉ ngơi uống nước tí các bạn ạ. Vì đi quay một vòng nó khát rồi ấy, ra đấy ngắm cảnh tí. Đây là cổng ra là cổng Thượng Tứ đúng không Khương? Dạ. Cổng Thượng Tứ, em thử nói lại mà. Dạ, cổng Thượng Tứ. Ừ. Đấy, mình sẽ được nghe phát âm mà gọi là chuẩn Huế ấy, của em Khương. Chuẩn người Huế hôm nay là đưa mình đi chơi. Bên này là có mấy khẩu thần công này. Đối diện ở cái cầu bên kia là cũng có 5 khẩu thần công như thế này. Cầu Quảng Đức. Bây giờ mình sẽ đi ra đây. Bình thường ngày xưa là có thể là đi lên trên kia được đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta ngăn hết rồi đúng không? Không cho lên nữa đúng không em? Đấy là có cái đường lên trên này này. Chắc là dành cho kiểu là ngày xưa là lính canh gác ở đây đúng không? Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi bộ ra ngoài qua cổng Thượng Tứ, cầu Quảng Đức. Và cái cầu này ấy thì khách đi du lịch thì vẫn đi bộ ngược chiều ra đây được đúng không em? Có vạch ngăn này đúng không? Còn xe thì chỉ đi một chiều vào, còn bên kia là đi chiều ra đúng không? Sau khi mà tham quan một chút ở lễ hội diều của Huế thì mình sẽ đi lấy xe để đi ăn chè Huế. Đến với Huế thì cũng phải là khám phá mấy cái món ẩm thực của Huế, trong đó thì món chè Huế thì nổi tiếng mà trong Nam ngoài Bắc, ở đâu các bạn đi thì cũng có rất là nhiều những cái quán chè Huế mà người ở Huế hoặc là người các nơi người ta gọi là học hỏi để nấu cái món chè đó. Thì tí nữa thì mình sẽ cùng với những người bạn đồng hành của mình sẽ đi khám phá về món chè Huế tại đất Huế như thế nào. Thì bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục đồng hành với video của mình đến với món chè của Huế. Bây giờ thì em Khương sẽ đưa mình đi thưởng thức món chè Huế.
Một bên này là đường Hàn Mạc Tử thì có rất là nhiều quán cơm hến này. Còn phía bên này là đường Nguyễn Sinh Cung, tên của cha Bác Hồ ấy các bạn ạ. Đường Nguyễn Sinh Cung. Rồi bây giờ mình vào đây là có quán chè Cẩm ở đường Nguyễn Sinh Cung, có món lọc quay xanh dừa xanh hột, lọc dừa khoai tía, thạch màu trái kênh, môn sáp vàng, đậu đỏ bắp, chuối dừa, đậu xanh, đậu ván trôi nước đấy. Chà. Chè heo quay thì hôm nọ mình ăn rồi, hôm nay sẽ thưởng thức món gì khác bây giờ nhỉ? Có chè gì ngon nhất ở đây à cô ơi? Món nào cũng ngon ạ. Thế thì cho cháu một cái nào mà có thể có cả heo quay này, cái đấy là cái chuối à cô? Chuối. Cháu chọn thập cẩm có thể là đắt tiền hơn cũng được, nhưng mà làm cho cháu là nhiều món nhá. Trong đó là có heo quay này, rồi chuối này, rồi trôi này đúng không? Trôi này. Còn hạt sen này. Đây là cái gì đấy ạ? Cái đó là chè môn sáp vàng. Môn sáp vàng à? Thì cứ cho cái này một tí nữa đi. Ăn mỗi thứ một tí đi. Gọi là cốc đặc biệt đi. Hai anh em gọi đi. Ăn món gì gọi đi. Cứ làm đặc biệt cho cháu nhá. Mỗi thứ một ít để thưởng thức. Nhà mình bán chè được lâu năm chưa hả cô? Khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? Vậy ạ? Hồi nhỏ là năm nay gì bao nhiêu tuổi vậy ạ? 19 tuổi. Năm nay là gì bao nhiêu? Năm của em hả? Dạ dạ. Năm nay gì 65 rồi. 65 mà gì bán được năm 19 tuổi. Rồi. Đấy anh em gọi đi nhá. Đấy. Khách mời mà kiêm cameraman của mình đang được thưởng thức món chè Huế, chè chuối à? Em ăn chè chuối à? Nhìn là sẹt ngon nhỉ. Này. Sao? Thấy ngon không Minh? Béo thơm nhỉ. Những chè Huế khác nhỉ. Từ bé giờ đã đi ăn chè Huế bao giờ chưa? Đây là chè heo quay. Cái chè heo quay này thì mình sẽ chia đi, mỗi anh em một viên đi. Mình phải thử cái chè heo quay xem thế nào. Đấy, người mà đến Huế phải thử chè heo quay, chỉ có Huế mới có thôi. Còn không nơi khác nào khác có đâu. Ăn rất là lạ luôn đấy. Đúng không? Đây, mình cũng một viên. Sao, thấy sao? Lạ lạ đúng không? Gọi là lạ đấy, lạ mồm ấy. Đúng không? Lần đầu tiên nghe. Hơi lần đầu tiên thì hơi khó, cảm giác là không quen thì sẽ khó ăn, nhưng mà khi ăn vào rồi là thấy ngon. Đúng không? Mình thưởng thức cái viên heo quay. Heo quay thì cái lần đầu thế mình cũng cảm giác như mình ấy. Là đầu tiên là cảm giác hơi lạ lạ, khó ăn một chút, nhưng mà sau khi mà ăn xong rồi mới thấy là cái vị ngon. Em đã từng ăn bánh trung thu mà có nhân lạp xưởng nhá. Thì mình ăn cái này là giống như kiểu ăn bánh trung thu mà có cái nhân lạp xưởng bên trong. Thơm cái vị đó. Đấy, thì cái phần mà thưởng thức món chè Huế thì mình quay một đoạn ngắn ngắn để giới thiệu cho các bạn thế. Rồi tiếp theo về tối mình sẽ kiếm một cái món gì đó nữa ở Huế để giới thiệu các bạn thêm một cái món gì đấy đường phố đi. Để giới thiệu đến các bạn. Bây giờ thì kết thúc cái phần mà trải nghiệm món chè Huế tại đây. Chào cô nhé. Dạ. Một ngày nhà mình bán được bao nhiêu, khoảng bao nhiêu cốc hả cô? Gì không tính à? Bán hết thì thôi nha. Hết thì thôi. Không tính theo cốc ấy.
Quán đặc sản chè Huế, chè Cẩm, đường Nguyễn Sinh Cung, số 10. Ok, bây giờ anh em mình lên đường đi tiếp nha. Địa điểm tiếp theo mình đến tham quan ở Huế đó là chùa Thiên Mụ các bạn ạ. Thì ở đây mình cũng đưa các bạn đi ngắm cảnh ngắn khoảng mấy phút thôi, để các bạn biết thêm được một cái địa điểm ở Huế, một cái địa điểm mà quen thuộc nhiều người đặt chân đến khi mà đến Huế. Hiện tại thì mình đang ở trước mặt chùa Thiên Mụ nha các bạn, nằm ở trước dòng sông Hương luôn các bạn này. Và thấy khi chiều về đây người ta đi tham gia các hoạt động như là bơi thuyền, rồi đi du thuyền sông Hương, có cả chèo thuyền nữa, rất là đông vui nhộn nhịp. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào tham quan một chút ở bên trong chùa. Chung là đi vào trong này thì cái không khí thanh tịnh ở đây làm cho mình quên hết mọi cái về bề bộn ở cuộc sống, nên là mình cũng không có quay nhiều nữa, mình chủ yếu là quay những cái phong cảnh cho các bạn xem thôi, chứ cũng không muốn dẫn dắt hay là nói thêm cái chuyện gì ở bên trong cái khuôn viên của chùa. Mấy anh em mình thì vừa mới tham quan ở chùa xong, đi vào gọi là cho tâm mình tĩnh xuống một chút trước cuộc sống xô bồ, thì đi vào đây thấy nó rất là thanh thản, nên là mình không có quay gì nhiều, chỉ quay một số cái cảnh ở trên cao ở chùa cho các bạn xem thôi, chứ vào nơi thanh tịnh thì mình không muốn quay rồi muốn nói nhiều ở đây ấy. Rồi tiếp theo đó thì anh em mình sẽ nghiên cứu là kiếm một nơi nào đó có một món gì ăn để bắt đầu là ăn tối. Rắn thột mình, có con rắn ở dưới sợ rắn. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm món gì ăn tối thôi, xem món ăn gì đấy dân dã, rồi sau đó sẽ đi du thuyền sông Hương buổi tối để nghe gọi là cái gì nhỉ, nghe cái gì Khương nhỉ, ở trên du thuyền đấy, ca Huế hả, đúng không, ca Huế. Đấy, các cô gái mặc áo dài đi chùa, một cái nét gì đó rất là đẹp, trang phục gọi là cực kỳ đẹp luôn, với lại cả nón nữa đúng không, nhìn rất là đẹp và lịch sự luôn, truyền thống luôn. Đây này, rất là nhiều người chọn trang phục rất là đẹp, mặc áo dài. Ồ, cái view bên sông Hương này đẹp này, chụp ảnh. Thôi bây giờ anh em mình tạm biệt với ngôi chùa Thiên Mụ cổ kính của Huế để đi đến địa điểm khác các bạn nhé. Tính là kết thúc và đi về rồi, nhưng mà thấy ở đây có món tàu phớ. Hết rồi, hết đậu hũ rồi à? Món tàu phớ, ở ngoài Bắc thì gọi món tàu phớ, không biết trong này gọi món gì. Món gì, món gì? Đây ở đây gọi là món gì hả Khương? Đậu, đậu hũ à? Nhà hàng View bên bờ sông Hương. Ăn món
tàu phớ, ở ngoài Bắc hình như gọi món tàu phớ chứ. Còn ở đây thì gọi món đậu hũ. Mình thì gọi cái gì cũng được nhỉ. Thôi mời các bạn. Thơm quá. Bây giờ xong rồi tính toán một món gì nữa dân dã ở xứ Huế. Trong này còn có cái vỏ gì đây à, Khương biết không? Vỏ chanh hay vỏ quất gì á? Vỏ quất thơm nhỉ? Hay nhỉ? Đây là cái vỏ quất mà. Vỏ quất như được ngâm rồi ấy. Ăn xong nghỉ ngơi kiếm món ăn tối nữa. Ăn vặt hôm nay, ngày ăn vặt quá nhiều món. Ok, lên đường. Mình sẽ chuẩn bị đi thuyền để nghe ca Huế rồi đi ngắm sông Hương về đêm. Ban ngày thì mình đã từng ngắm rồi nhưng mà bây giờ sẽ chuẩn bị để lên thuyền vào ban đêm. Trải nghiệm như thế nào? Ở đây giờ thấy không khí buổi tối rất là mát mẻ, rồi rất là nhiều những cô gái mặc áo dài này, rất là đẹp luôn. Kỳ đẹp luôn, những hình ảnh đẹp. Giờ mời các bạn nhé, theo dõi chuyến hành trình đi buổi tối của mình xem là có cái gì đặc biệt không. Ghép chưa đủ ấy, là bây giờ lên cái tàu khác. À, bên này, ôi, tàu to nhở. Đây, vé đưa trên này đúng không? Tàu to thế nhở? Rồi. Tàu bắt đầu di chuyển đấy các bạn ạ. Đang đi dọc bên bờ sông Hương thẳng với lại đến cầu Trường Tiền. Đây, đoàn khách ở trên tàu mình rất là đông các cụ. Đa số là toàn là các cụ đi nghe, có lạc lõng là có mình với Minh là hai anh em trẻ với lại thêm có mấy bạn trẻ phía trước kia nữa. Chỗ kia có một cái ghế trống mà Minh là thanh niên chưa vợ mà nhờ Minh lên ngồi và Minh dám ngồi. Bây giờ mình đi ra cửa sổ đây mới ngắm được cầu Trường Tiền về đêm. Ban ngày thì cũng đã quay rất là nhiều những hình ảnh này rồi, nhưng mà hôm nay đi ban đêm thì các bạn có thể nhìn thấy từ dưới sông lên và những cái hình ảnh nó rất là đẹp. Cả đi cả về là 1 tiếng à? 1 tiếng. Vâng, 1 tiếng 50 phút. Đây là cái chuyến tàu này có hành khách đi thì mỗi hành khách là có giá là 150.000. Và mình sẽ đi du thuyền đây để nghe nhạc. Cô gái rất là xinh đẹp. Thấy thú vị không Minh? Cái này mình là Thanh Đinh Liên đã có vợ giao tặng cho Minh để tính nữa tặng cho các em. Chắc phải lên ngồi nhờ trên kia để quay. Em ngồi đùi đây. Anh lên trên kia. Chỗ này có ai ngồi chưa? Anh ngồi nhờ thì quay. Thank you.
Giờ rất là sợ cái vấn đề mà dính bản quyền âm nhạc, cho nên là mình sẽ quay một đoạn ngắn ngắn này các bạn ạ. Rất là hay nên là không có quay dài nữa, để các bạn có dịp đến với Huế thì hãy đi du thuyền sông Hương để trải nghiệm cái chương trình mà vừa đi du thuyền mà vừa ngắm cảnh và vừa nghe ca Huế, rất là tuyệt vời. Cứ thả trôi lênh đênh, đây là những cái tàu đứng trước đây họ cũng đang nghe ca Huế. Và bây giờ thì bên các cô gái đang làm đèn hoa đăng, đang chuẩn bị đèn để thả xuống dòng sông Hương này. Rồi, mình xin một cái để thả nè. À, có cái đấy để thả xuống đấy à. Rồi, cho em mượn nè. Là mình thả xuống cho nó an toàn đúng không? Thả an toàn khỏi cúi. Không có phải cúi người xuống, an toàn cho du khách. Đấy. Rồi. Rồi, em ta thả được đấy. Rồi, anh đi vào cho các em đi ra thả. Đứng bên này cho mát này mình này, đứng đây tí. Hay à? À, mình không có biết cầu gì nhưng mà cứ thích thả cho nó không khí cho nó vui thôi. Đấy. Đẹp quá. Đây là một nét mà văn hóa rất là tuyệt vời ở xứ Huế. Vừa được nghe
Ca Huế, vừa được đi thả đèn hoa đăng, vừa được ngắm cầu Trường Tiền, ngắm kinh thành Huế, ngắm bờ sông Hương thơ mộng nữa. Quá là tuyệt vời. Chuyến đi trải nghiệm nghe hát ca Huế trên du thuyền sông Hương với bạn ạ. Bây giờ mình nghe cũng hơi dài, không biết là có kiếm thêm một địa điểm đấy để ăn một món gì nữa hay không. Thì cũng chưa kiếm được cái món ăn gì cả. Chưa biết địa điểm nào để ăn tối cả. Bây giờ thì đang tính đến phương án sáng ngày mai có anh em cũng mách bảo cho một cái món ăn này. Rồi bây giờ lên tàu thôi. Lên bờ thôi. Ở đây tối thì ra ngoài đứng ở ngoài này mát hơn. Sao đi, cảm giác đi nghe hát sao hả Minh? Yeah. Sao sao, cảm giác sao? Nghe lần đầu nghe hát. Lần đầu à? Nghe thính. Thú vị đúng không? Thích nhất cái đoạn hát đối đáp với Nam. Đối đáp cái gì? Ở cái đoạn đấy mình không có quay được. Cái đoạn đấy nghe vui nhỉ? Đoạn mấy đối... đầu nghe buồn buồn. Ở mấy đoạn đầu thì nghe buồn buồn, đúng kiểu nét trầm tư ở sông Hương với Huế. Còn có cái đoạn mà cuối thì có bài hát mà đối đáp hay lắm. Nhưng mà tốt nhất là đúng rồi, mình thì cái vấn đề là sợ bản quyền, nên là các bạn muốn nghe trải nghiệm thì nên đến đây một lần này, rất là nhộn nhịp luôn đấy. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu xem mà bây giờ kiếm gì ăn hay là ngày mai đây, bây giờ chưa biết được các bạn ạ, không biết là ăn món gì đây. Vì món các món thì bây giờ người ta review cũng nhiều rồi ấy. Đấy, và có mấy món đặc biệt thì nó lại ở xa với không bán giờ này nữa. Sau một hồi mà đắn đo suy nghĩ thì mình mới liên hệ với một người bạn mình. Đấy, bây giờ được bạn cùng với người vợ là dắt đi ra chợ Đông Ba. Hiếu ơi, đây, chào khán giả đấy. Chào anh em nhá. Đấy là đằng sau là vợ của bạn Hiếu. Anh em cùng kiểu là nghề xe đầu kéo ấy. Hiếu thì trước đây là chạy chiếc Trang Long rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ đang đi trước chợ Đông Ba nha các bạn. Trước chợ Đông Ba luôn. Là cái chợ mà gọi là rất là nổi tiếng ở Huế. Thì buổi tối đây là bán đồ ăn vặt cũng rất là nhiều này. Nên là bây giờ mình đi dọc một dọc đây, bắt đầu là kiếm cái món gì ăn xem là hợp lý thì mình ăn. Đấy, rất là nhiều món luôn nhờ. À, bây giờ nhìn món gì cũng muốn ăn nhờ. Thế nè. Thế sao bánh đa, em đi tham quan một tí rồi em quay lại. Trước chợ Đông Ba đây luôn. Chợ lớn nhất thành phố Huế à. Khi nào ban ngày phải đến đây tham quan, khám phá về chợ Đông Ba. Bây giờ mình đi hết cái dãy này rồi bắt đầu là mình đi ngược lên này, xem có những cái món gì. Đây giống như kiểu là một cái thiên đường ăn vặt, vỉa hè ở Huế luôn ấy nhở. Rất là đông đúc luôn. Được, cái này là làm đồ bán gì trứng cầu Trường Tiền á. À. Sau do đây thời gian là đến chỗ đô thị là cũng có bán. Bún này, để mình đứng lại xem là có món gì nào. Bún bò, giò chả cua, bún thịt nướng, hến xúc, bánh tráng. Quán này như kiểu là bách hóa tổng hợp ấy, rất là nhiều món luôn. Rất nhiều món. Đấy, em đi tham quan tí chắc là quay lại đây vì thấy rất là nhiều món rồi đấy. Tí quay lại nhá. Chắc chắn luôn đấy. Rồi hứa luôn đấy. Thấy rất là nhiều món. Cô chủ cũng xinh gái nữa. Bánh tráng nướng nữa à. Cơm hến, bún mì. Cái quán đấy giống như kiểu là quán tạp hóa ấy, cho nên là tí nữa quay lại đấy. Đây là bà bán bún Huế. Xôi. Ôi, nhiều món nhờ. Đồ nướng. Đấy. Cô Lý. 20 món chè cung đình. Chiều nay ăn chè rồi. Cô Lý bán 20 món chè. Nhưng mà chiều nay anh ăn chè rồi, để tí nữa anh xem cân nhắc em quay lại sau nhé. Cảm ơn nhé. Xinh gái quá nhỉ. Ôi,
Bây giờ một hồi quyết định thì bây giờ vòng vào cái quán này đúng như lời hứa để ăn cái món gì. Bây giờ là ăn hến xào này. Hến xào. Đúng rồi. Ừ. Gặp cô chủ quán chè xinh quá, tí nữa quay lại ăn chè luôn. Bây giờ là ăn hến xào. Rồi có cái gì nữa nào? Nhiều quá. Không, bây giờ chỉ ăn gọi là để ăn cho no bụng thôi. Bún bò, bún giò, Minh thích món gì Minh? Bún bò à? Minh ăn bún giò, còn em ăn bún thịt nướng nhá. Rồi bún bò, bún thịt nướng. Hến xào, bạn Hiếu với vợ ăn gì? Chân gà, rồi. Chân gà luộc á? Em ăn món gì không? Cũng giống hai vợ chồng cùng với một khẩu vị à? Chân gà xả tắc à? Trời, nhiều món quá. Được rồi, Minh với hai vợ chồng bạn vào trước đi. Mình xem một chút đây. Đây là món ếch này, đây cả món lòng nướng này, rồi cánh gà nướng này, chân gà nướng này, đây là cái gì ạ? Nem nụi à? Nem nụi nướng, rồi cho em bún thịt nướng nữa, một đĩa hến xào xúc bánh tráng nhé. Rồi, một tô bún thôi. Rồi, cảm ơn vợ chồng bạn Hiếu đã đưa đến chợ Đông Ba ăn mấy món ăn vặt nhé. Đấy. Bây giờ là anh em mình ăn bún với lại là cái món chân gà xả tắc, rồi món bún thịt nướng. Đấy. Đây là cái món này trong miền Nam rất là nhiều này, mình cũng hay ăn nhưng mà chưa khi nào ăn ở Huế cả. Hôm nay thì ăn thử ở Huế xem là cái hương vị khác không. Và thấy là ở đây cái gia vị trộn rau rất là nhiều này. Mình xem cái hương vị thịt nướng ở Huế ra sao nữa. Đấy. Mời cả nhà nhá. Cơ bản thịt nướng thì cũng giống ở trong Sài Gòn thôi. Cơ bản thì mình thấy cái nước này chế vào trong bún thì mình thấy ăn sệt sệt. Còn ở trong Sài Gòn thì chế nước mắm. Nước trộn vào trong này thì nó sệt sệt hơn. Nước lèo trộn vào trong này thì sệt hơn. Mà đặc biệt ở đây thì bỏ rất là nhiều ớt. May là mình chưa trộn cái đống ớt đấy vào. May chưa trộn ớt vào đấy. Món hến xào đã ra rồi. Mình ăn món bún đấy sao em? Món bún đấy sao? Hả? À đấy à? Bình thường đúng không? Chất lượng bình thường đúng không? Ừ. Đúng rồi, quán bún mà bún riêng cơ. Còn đây người ta kiểu là thập cẩm ấy. Cái gì cũng có. Gọi là đồ ăn vặt đấy. Chứ còn nhiều quán bún ngon ấy, mình coi như vào đây là để ăn vặt là chính rồi. Cho xin cái giấy lau ấy ạ. À, rồi. Thì người Huế, họ hàng nhà vua chúa các quan ngày xưa nhiều lắm, thì bạn có họ hàng gì không? Thời xưa? Nhiều đâu. Không có ai làm quan triều Nguyễn ngày xưa. Không phải họ Nguyễn nhưng mà ví dụ trong họ nhà bạn ngày xưa có ai làm quan trong triều đình không? Không có luôn à? Ừ, tưởng có gặp được ai mà con cháu các quan ngày xưa thì hay. Ở Huế có một cái dòng họ rất là nổi tiếng là công Tằng Tôn Nữ đấy. Đầy đủ luôn là Công Tằng Tôn Nữ. Xong mới thêm tên gì nữa đúng không? Công Tằng Tôn Nữ là nào ấy? Cái họ ấy. Họ ấy. Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Ngọc Lan chẳng hạn, tên dài lắm. Tạ Thị Mộng Mơ nữa. Bây giờ này đến món hến xào, thử xem ở đây có khác cồn hến không. Mình cũng ăn cả cồn hến thôi. Nhưng mà có vẻ là thấy được này vì có thêm cả miến ở trong này đúng không. Mình sẽ thử cái món hến ở bên chợ Đông Ba cho người ta xào ra sao. Không thấy có giá đúng không? Khác với ở bên Cồn Hến thì người ta xào vẫn có giá. Ở ngoài Hà Tĩnh nhà mình có giá nữa.
Đây sao ngon đấy. Thơm, với lại là có cái miến vào ăn cũng hay nhỉ. Đấy, mình ăn thêm một miếng này nữa, tí nữa là ăn hết xong đây sẽ dịch chuyển sang cái quán chè có cô chủ quán xinh đẹp. Hôm nay ăn chè quay lên rồi review rồi chứ mà vẫn phải gì, vẫn phải quay sang đây. Ăn lo bụng rồi. Là hết có 110.000 cái chỗ đấy các bạn ạ. Bây giờ là thấy cô chủ quán xinh đẹp phải sang, hình như có chồng ấy đó. Có chồng là tính quay đầu đi về đấy. Trêu trêu không may xảy ra cái gì nó nguy hiểm. Đông quá. Xem có món gì. Nhiều thứ quá. Như cái món hoa quả ấy, bây giờ như nhìn chè ấy, giờ là mình hôm nay mình đã ăn thập cẩm ấy. Đây như có món hoa quả. Đây là hoa quả dầm mà em ơi gì? Anh hứa vừa nãy anh hứa quay lại là anh quay lại thật nhá. Uy tín không? Cho anh hoa quả nha em nhá. Cho mát ruột. Đi và ngồi ăn. Sau khi mà đi vào quán thì có một cái sự thật là ngỡ ngàng và bật ngửa, hay cô chủ quán đã có chồng mà. Thực ra là mình cái này cũng phải là mình tâm tia cho mình, mà đây là thực ra là kênh mà có nhiều khán giả trẻ, anh em trẻ thì mình xem có địa chỉ, nhưng mà có cô chủ quán nào chưa chồng thì kiếm cho anh em thôi, chứ không phải là mục đích đi là để mình trêu hay là thế nào, hay là đấu duyên hay thế nào đâu. Đấy, vì bây giờ là có cả em vợ đi cùng nữa, vợ bạn đi cùng nữa, cho nên là cũng không phải là mình gọi là đến để trêu hay thế nào cả, nhưng mà thực ra là kiếm để cho anh em trai trẻ có cái địa chỉ mà khi mà đến Huế thì ăn đấy. Nhưng mà thất bại mà có phải nhá. Không, mình đoán đến là chồng đứng cạnh thì đằng sau này. Chưa đã. Đứng cạnh thì bán hàng cùng chắc là 90%. 1% duy nhất là anh trai hoặc em trai. Đấy, bây giờ là mình thì thôi, vào đây là cũng làm cốc hoa quả. Bạn Hiếu là ăn chè heo quay, người Huế mà ăn chè heo quay mà. Thì cũng kết thúc cái chương trình mà trải nghiệm một ngày ăn vặt ở Huế tại đây. Đấy, hôm nay cũng cảm ơn vợ chồng bạn Hiếu nhé, đã đưa đi trải nghiệm. Hôm nay là một cái chuyến mà đi Huế đáng nhớ của mình, trải nghiệm rất là nhiều thứ hay ho ở Huế. Và chắc chắn là ở Huế thì còn rất là nhiều mà điều mới mẻ nữa mà cần khám phá đấy. Rất là nhiều điều mà mình thấy là tò mò đấy. Vì ở Huế có cái gì đấy nó kiểu bí ẩn đấy bạn nhỉ. Đúng không bạn, ở Huế bạn có cảm giác không? Vừa kiểu là thơ mộng mà vừa hơi buồn một chút đúng không? Nhưng mà người ta cứ nói là buồn, nhưng mà mình thấy thành phố Huế vui mà, đông đúc mà, nhộn nhịp mà. Đúng không? Thế em thấy ở Huế buồn hay là vui? Nếu mà mình là người Huế gốc ấy, thấy buồn hay là vui? Không khí ở Huế ra ngoài vui à? Ừ, đấy, người ta cứ bảo Huế nhìn buồn và thế nào ấy, nhưng mà thật ra bây giờ thấy nhộn nhịp thật. Thì ra ngoài vui à, đúng anh? Ma mị à? Ma mị. À, bao nhiêu từ ma mị đó? Có chứ. Nói đấy là mình sợ ma là hơi nổi da gà ấy. Mà tâm linh ấy. Ở Huế có nhiều câu chuyện tâm linh kỳ bí ấy. Tâm linh em có biết không? Đi lăng mộ của anh. Thế thì từ em chỉ cho anh sau nhé. Mình kết thúc clip đây này rồi tí nữa mình hỏi vợ của bạn chỉ cho mình xem mà có nơi nào mà có bí ẩn tâm linh mà có thể mà đi khám phá được không, thì mình tính sau nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn nhé. Tạm biệt em cả. Cảm ơn hai vợ chồng nhé.